Ngày 2 tháng 4, hiệu trưởng trường mầm non Đặng Nghịch, xã Lát huyện Lạc Dương có đơn cứu xét gửi huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương vì con đường đến trường của học sinh đã bị công ty cổ phần điện Long Hội rào chắn. Theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, trước khi thực hiện dự án thủy điện Đạ Dân, Đạ Cho Mo, người dân tại khu vực đã sử dụng đường đất hiện trạng để lưu thông sản xuất cà phê ở tiểu khu 227B, xã Lát. Sau khi dự án được đầu tư, người dân sử dụng chung tuyến đường giao thông phía trên đập thủy điện để phục vụ lưu thông sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất tuyến đường hiện trạng người dân đã sử dụng để lưu thông sản xuất cà phê trước khi thực hiện dự án thủy điện Đại Dân, Đại Cho Mo tại khu vực lòng hồ là 2.517 m2. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương cũng yêu cầu công ty cổ phần Điện Long Hội tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đi lại trên tuyến đường cũ để đảm bảo việc đi lại lưu thông hàng hóa nông sản đến khi xây dựng xong tuyến đường mới vào khu vực sản xuất ở tiểu khu 227B.